và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của huyện Chư Rút đến đây là kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hữu Phương, phát thanh viên Thủy Trang, các kỹ thuật viên Văn Thanh, Minh Thắng, Hoàng Lệ thực hiện. Tổ chức sản xuất Nguyễn Minh Châu, Lê Xuân Sơn, chịu trách nhiệm nội dung Võ Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này trên địa chỉ website trung tâm truyền thông Chư Rút .dacnong.gov.vn. Thân ái chào tạm biệt. Chào cô Chính, cô đi đâu mà tất bật quá vậy? Chèn ơi, dịch giả này mà đi đâu anh hai? Ê, mời cô vào dùng thách trà. Nghe anh mời á, bà bụng tôi mở cờ à. Thú thật qua khu vườn nhà anh nó cây trái xum xuê, mùi thơm tỏa ngát, nên tôi đánh liều qua tìm bí quyết. Vườn bển cây èo uột, trái rụng non, thường lái đến chê trái không mọng, không ngọt, không thơm, ép giá, thiệt khổ anh à. Bí quyết gì cô? Hồi trước á, vườn này cũng vậy à. Từ ngày được các nhà nông khuyến cáo bón cali sunfat của shop Phú Mỹ, tôi thực hiện theo, hiệu quả trông thấy. Vậy là tôi nhớ được dạng rồi. Anh nói rõ hơn về kali sunfat Phú Mỹ gì gì đó được không? Đơn giản thôi. Kali tối cần thiết cho cây phát triển, nhưng nhà nông mình thường dùng kali clorua để bón cây ăn trái. Clo là tác nhân làm sượng trái, giảm mùi vị. Shop Phú Mỹ là một trong hai nhà máy duy nhất tại Đông Nam Á có công nghệ loại bỏ clo, tạo ra sản phẩm kali sunfat dành riêng cho cây ăn trái. Ngò, hành, ớt, tỏi, sầu riêng, thanh long, cam, xoài, mít, bưởi thì không thể thiếu kali sunfat của chính à. Cảm ơn anh hai, giờ tôi mới hiểu. Tôi đi mua ngay kali sunfat Phú Mỹ mới được. Shop Phú Mỹ, đón mùa bội thu. Với nhu cầu phát triển thị trường, con người ngày càng quan tâm tới sức khỏe, nhất là đợt Covid-19 vừa qua khiến cho sức khỏe con người bị suy giảm. Vì vậy các dòng ghế massage ra đời và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ. Các nhà máy sản xuất các dòng ghế với nhiều mẫu mã khác nhau, đa dạng chất lượng và mẫu mã và giảm giá thành rất nhiều so với trước đây. Ghế massage được thiết kế hiện đại với các con lăn bằng silicon tác động vào các huyệt đạo trên cơ thể, làm giảm các cơn đau nhức, mỏi mệt. Túi khí kép được bố trí hai bên thân ghế co bóp giúp khí huyết được lưu thông. Chế độ cân bằng không trọng lực giúp cơ thể được thư giãn hoàn toàn. Ghế massage Oreni chi nhánh Chư Rút là đại lý phân phối độc quyền của hãng Oreni chi nhánh tại Đắk Nông. Đại lý ghế massage cao cấp Oreni Chư Rút cung cấp sản phẩm chất lượng chính hãng với nhiều mẫu mã, giá thành phù hợp với người tiêu dùng. Chị Ngọc ở Nguyễn Tất Thành Chư Rút, người đã mua ghế cho mẹ chia sẻ: sau khi tôi mua ghế massage tại cửa hàng Oreni số 261 Nguyễn Tất Thành, mẹ tôi trước đây hay bị mất ngủ, người tôi hay bị đau nhức vùng cổ và vai. Nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi thấy ngủ ngon hơn và sức khỏe tôi cũng được cải thiện, tôi không còn đau nhức nữa. Khách hàng đến với đại lý ghế massage cao cấp Oreni Chư Rút sẽ được giảm giá từ 35% đến 60% tùy từng loại sản phẩm. Đồng thời được tặng một iPhone 13 Pro Max, một chiếc máy chạy bộ, một chiếc xe tập trong nhà, một chiếc gối massage khi mua các sản phẩm có mức giá từ 15.990.000 đồng đến 112.500.000 đồng. Ngoài ra khi mua hàng, quý khách hàng sẽ được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng có trị giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Đại lý ghế massage cao cấp Oreni Chư Rút còn thực hiện chương trình trả góp 0% lãi suất trong 3 tháng, đổi trả sản phẩm trong 1 tháng đầu sử dụng. Các sản phẩm được bảo hành tới 6 năm, bảo trì trọn đời, miễn phí lắp đặt, miễn phí vận chuyển tại nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ ghế massage Oreni, địa chỉ 261 Nguyễn Tất Thành, cạnh Honda Huân Lai Hương. Số điện thoại 0931 633 466. Đại lý ghế massage cao cấp Oreni Chư Rút, địa chỉ tin cậy, chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Sau gần 3 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo hình thức trực tuyến, thông tin từ Bộ Giáo dục và Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.